sẽ thế nào khi một tay trộm may mắn nhất năm đối đầu với sát thủ top một thế giới. Red là một tay trộm đang phải ở trong nhà đá chăn kiến, nhưng hàng ngày anh vẫn không ngừng rèn luyện nâng cao sức khỏe, để mong một ngày sớm được đoàn tụ cùng vợ con. Cuối cùng sau 2 năm cải tạo tốt, Red đã được ra tù. May mắn là anh có một người vợ vẫn luôn đợi mình về. Bây giờ Red đã được thỏa lòng mong ước đoàn tụ cùng gia đình. Anh tự nhủ rằng mình sẽ rửa tay gác kiếm, để dùng hết quãng đời còn lại bù đắp cho vợ con. Nhưng người tính không bằng trời tính, Red đã bị một tay sát thủ chuyên nghiệp Reaper rối lúc nhắm đến. Anh ta được mệnh danh là kẻ hủy diệt tàn bạo, chưa từng có ai có thể giết được tên sát thủ này. Thậm chí chỉ cần ai nhìn thấy anh ta cũng phải sợ đái ra quần, bởi chỉ cần lệch sóng một chút là sẽ trực tiếp được đi đầu thai. Biết tin Red đã ra tù, lúc liền ung dung xuống hầm chọn lựa một chiếc xe yêu thích, sau đó cứ vậy lấy đồ nghề ra bắt đầu chọc khóa. Ngay cả khi bị chủ xe phát hiện, hắn không hề hoảng sợ mà nhẹ nhàng xử gọn anh chàng xấu số. Tốc độ ra tay của Lúc phải nói là nhanh như chớp, sau đó cứ vậy lạnh lùng lái xe rời đi. Lúc liền tìm tới một người bạn để lấy ít đồ chuẩn bị tiêu diệt Red. Cùng lúc đó, khi vợ Red đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sắp tới, thì lại bị tên cấp trên điều giả gạ gẫm. Tuy nhiên cô lại chỉ đem lòng yêu chồng mình mà thôi. Vợ Red uy hiếp cấp trên nếu động vào một cọng lông của mình, thì chồng cô vừa ra tù sẽ không để yên mà xử gọn lão. Quá cay cú khi bị từ chối, lão xếp liền đe dọa, nếu hôm triển lãm cô không bán được bất kỳ bức tranh nào, mình sẽ đòi lại khoản vay mà cô đã lấy để trang trải cuộc sống. Từ khi Red bị giam giữ, bởi ông ta biết rằng toàn bộ tác phẩm của cô đều giống như một bức tường trắng chẳng có chút ý nghĩa nghệ thuật nào cả. Biết rằng vợ đã phải hy sinh rất nhiều vì mình, Red cảm thấy vô cùng tội lỗi, vì vậy liền đến tìm một đồng đội cũ là Joy để hỏi xem món hời kiếm được trước khi vào tù đang ở đâu. Hóa ra 2 năm trước họ đã cùng nhau cướp một công ty ngân hàng đầu tư, khi đó Joy chịu trách nhiệm trông coi và vận chuyển tiền nên không bị bắt. Còn Red dù có vào tù cũng nhất quyết không khai ra người anh em, mà một mình nhận hết mọi tội lỗi và bị kết án 2 năm tù giam. Joy cũng biết ơn bởi điều đó nên đã bảo quản số tiền nguyên vẹn. Đúng lúc này sĩ quan quản chế của Red bất ngờ xuất hiện, cảnh báo anh đang trong thời gian quản chế, tốt nhất đừng có gây thêm rắc rối nào nữa. Sau đó anh ta còn không quên lục soát Red, để đảm bảo anh không làm chuyện gì sai trái. Đợi khi sĩ quan cảnh sát rời đi, Joy liền đưa cậu bạn xuống tầng hầm, sau đó mở một chiếc két sắt cổ ra, bên trong chính là chiến lợi phẩm 500.000 đô trái phiếu của Red. Anh nhờ cậu bạn xử lý đống tiền này giúp mình, để anh có thể dùng nó bắt đầu lại cuộc sống mới bù đắp cho vợ con. Sau đó Red cũng mời cậu bạn đến dự buổi triển lãm của vợ mình vào tối nay. Mặt khác, Lúc vừa xuống khỏi máy bay nơi Red đang sống, đã bị thu hút bởi một chiếc xe thể thao đang chờ đèn đỏ bên đường. Không thèm suy nghĩ, hắn cứ thế giết luôn chủ xe, rồi cướp nó một cách trắng trợn giữa ban ngày ban mặt. Nhưng ai ngờ chiếc xe đời mới này đã được độ quá nhiều chức năng, khiến tay sát thủ top một này cũng chẳng thể thích ứng kịp. Sau một hồi thao tác loạn xạ, chiếc xe không ngừng nhún nhảy trên đường. Đến khi tạm đi được thì lại trong hình dáng kỳ lạ thế này đây. Cũng chính vì điều đó mà Lúc đã bị cảnh sát chú ý đến. Họ liền yêu cầu anh hãy hạ chiếc xe xuống. Nhưng ai ngờ khi Lúc vừa kéo cần gạt, chiếc xe lại không ngừng nhún nhảy. Anh cảnh sát số nhọ cũng lập tức bị cuốn vào gầm xe. Thấy thế, người còn lại liền gọi chi viện. Điều này đã khiến sự tàn ác trong Lúc bị đánh thức. Anh ta liền vác súng xuống không ngừng nã đạn về phía cảnh sát. Nhưng đối phương lại cố thủ mà bắn thủng con dế yêu của Lúc, làm hắn tức giận bắn ra quả rocket 1 giờ khiến xe cảnh sát nổ tung. Sau khi giải quyết xong bọn họ, Lúc lại cướp một chiếc xe khác rồi lên đường tìm kiếm nhà của Red. Buổi tối, cô con gái nhỏ của Red đang ở nhà cùng với bảo mẫu. Có vợ chồng anh và Joy đều đang có mặt tại triển lãm. Mặc dù có rất nhiều doanh nhân và nghệ sĩ đến, nhưng bọn họ lại không thể hiểu nổi ý nghĩa tác phẩm của Red, thậm chí còn thấy việc xem những tác phẩm này là lãng phí thời gian của họ. Thấy tranh của mình bị chê ỏng chê eo, Red đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nhưng anh lại chẳng có chút lo lắng gì, vì anh sẽ sớm giàu với số tiền 500.000 đô trái phiếu của mình. Nhưng điều mà Red không mong đợi là cảnh sát quản chế của anh cũng đến triển lãm này. Mặt khác, Lúc đã tìm được tới nhà Red, rồi cứ vậy xông vào tìm kiếm anh mặc cho bảo mẫu ngăn cản. Thế nhưng mãi mà hắn cũng chẳng thấy Red đâu. Bảo mẫu thấy vậy sợ hãi liền nói nếu anh không ra ngoài mình sẽ báo cảnh sát. Nhưng Lúc lại là một người vô cùng tàn nhẫn, anh ta không nói không rằng cứ vậy tiễn bảo mẫu đi chầu Diêm Vương. Con gái Red nghe thấy tiếng động liền đi xuống xem xét, ai ngờ lại thấy cảnh tượng đau lòng này. Bảo mẫu liền ra tín hiệu cho cô nhóc mau trốn đi, nhưng ai ngờ trước khi rời khỏi đây, Lúc đã phát hiện hai bộ điều khiển vẫn còn đang cắm, liền nhận ra trong nhà vẫn còn một người nữa. Thế nhưng chờ đến khi anh ta phát hiện thì quá muộn rồi, con gái Red đã chạy trốn từ cửa sổ để đi tìm bố mẹ của mình. Nhưng đen thay, khi Lúc chuẩn bị rời đi đã phát hiện tấm thiệp mời buổi triển lãm của vợ Red, vì vậy hắn cũng lập tức lên đường đến đó. Nhưng khi con gái Red vừa tới được triển lãm và tìm thấy mẹ, thì Lúc cũng đã nhanh chân mà đuổi kịp được đến đây. Sau khi nhắm thấy Red, anh ta lập tức rút súng ra rồi điên cuồng nã đạn. Nhận thấy nguy hiểm, Joy liền đẩy Red vào trong. Nhưng vì để cứu bạn mình mà anh không may đã trúng đạn, trước khi ra đi Joy đã làm tròn trách nhiệm mà giao lại chìa khóa két sắt cho Red. Hiện trường hỗn loạn, mọi người liền nháo nhào bỏ chạy. Thấy vậy, Lúc sợ Red sẽ lợi dụng chuyện này mà tẩu thoát, nên quyết định thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ cần thấy ai là tên sát thủ tàn nhẫn này sẽ cho họ lập tức xanh cỏ.
May mà ở đây vẫn còn có cảnh sát quản chế của Red, anh liền lập tức rút súng ra đối đầu với Luke, nhân cơ hội hai người vẫn đang ra sức đấu súng với nhau. Cả gia đình Red đã thành công chạy thoát ra bên ngoài, nhưng khi họ vừa lên xe định trốn thoát khỏi đây thì Luke bên trong cũng đuổi ra kịp. Anh ta cầm súng rồi dứt khoát đi đến chỗ họ, nhưng đen cho hắn là trong lúc cô vợ sợ hãi đã đạp ga, khiến Luke bị tông trúng cứ vậy mắc lại ở đuôi xe, mà trùng hợp là khẩu súng của hắn cũng rơi trúng vào tay Red, nhờ vậy họ đã tạm thời cắt đuôi được Luke. Sau đó Red cũng nói với vợ về 500.000 đô trái phiếu. Mặc dù rất tức giận vì chồng giấu mình nhưng bây giờ cô cũng hết cách, chỉ đành lái xe đến cửa hàng của Joy để lấy tiền cao chạy xa bay. Nhưng ai mà ngờ khi vợ con Red đang đợi ở trên xe, thì tên Luke dai như đỉa đói đã bất ngờ xuất hiện. Con gái Red hoảng sợ vội chạy xuống tầng hầm tìm bố. Trong khi vợ anh thì không may mắn như vậy, cô đã bị Luke đưa xuống tầng hầm cùng và bắt làm con tin. Lúc này hắn mới nói ra lý do mình truy đuổi Red. Hóa ra Luke chính là anh trai của đồng đội cũ của anh. Nhưng trong khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, em trai Luke đã bị cảnh sát phát hiện và bắn chết. Vậy nên Luke đã đổ mọi tội lỗi lên đầu Red và muốn trả thù anh, vì hắn cho rằng Red đã lôi em trai mình vào vụ đó mới khiến cậu ấy ra đi. Mặc cho Red không ngừng giải thích nhưng Luke cứ vậy đã nổ súng, khiến anh không may trúng đạn ngã xuống đất. May mà trước đó anh đã kịp đẩy con gái vào chiếc két để bảo vệ cô nhóc. Nhân cơ hội này vợ Red cũng lập tức bỏ chạy, vì sợ khi cô trốn thoát sẽ báo cảnh sát, Luke liền đuổi theo. Bởi dù sao Red đã trúng đạn nên chắc hẳn sẽ chẳng thể phản kháng. Thế nhưng vợ anh lại không thông thuộc địa hình nơi này. Vì vậy sau một hồi bỏ chạy cô đã rơi vào ngõ cụt, mà Luke vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Tình thế nguy cấp, vợ Red đã nấp sau cột đá và vô tình phát hiện một chiếc cuốc, chờ đến khi Luke tới gần cô liền nhanh chóng ra tay, cứ vậy cầm cuốc múc thẳng vào lưng Luke. Nhân cơ hội hắn chưa kịp phản ứng cô liền quay lại chỗ chồng và con gái, nhưng rất nhanh sau đó Luke đã tỉnh dậy, mà bên này Red đã nhẹ nhàng lấy được viên đạn ra. Hóa ra anh chỉ giả chết để Luke mất cảnh giác, vì may mà chiếc chìa khóa này đã giúp anh đỡ được đòn chí mạng, nhưng điều đó cũng khiến chiếc chìa khóa bị biến dạng và anh không thể dùng nó để mở được két sắt. Đúng lúc này Red lại nghe thấy tiếng cầu cứu của vợ, hết cách anh chỉ đành dặn con gái bình tĩnh hít thở để tiết kiệm không khí, rồi chờ bố mẹ đến cứu là được. Cùng lúc đó vợ Red đang chạy trốn không may đã bị Luke phát hiện, may sao trong khi hắn định xử gọn cô thì anh đã kịp thời xuất hiện ứng cứu. Để cứu vợ Red sẵn sàng khô máu với sát thủ top 1 là Luke, nhưng rõ ràng anh không phải là đối thủ của hắn. Chỉ với vài chiêu đơn giản Red đã bị hạ gục, may mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát quản chế của Red lại bất ngờ xuất hiện xả súng về phía Luke, biết rằng mình bây giờ cũng không thể thoát thân. Luke chơi cùn đã lấy hai quả lựu đạn từ trong túi ra, muốn cùng kẻ thù của mình đi chầu Diêm Vương, nhưng đen thay là Luke đã mua nhầm hàng pha kè, vậy nên cuối cùng chỉ có một mình hắn bị nổ tung, còn gia đình Red đã may mắn thoát chết trong gang tấc. May mà trong lúc con gái anh sắp không trụ được nữa vì thiếu oxy, Red đã kịp thời dùng tài đạo trích của mình phá khóa két sắt, thành công cứu con gái ra ngoài vào những giây cuối cùng. Chỉ có điều là 500.000 đô trái phiếu đã bị thiêu rụi hết, nhưng nhờ đó sĩ quan quản chế của Red cũng không còn bằng chứng để bắt anh nữa. Cuối cùng gia đình ba người đã có thể bắt đầu với một cuộc sống mới. Vậy là bộ phim hôm nay đến đây đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé, bye bye.